Nước Nam ta mai sau này hãy giơ cung ở chữ quốc ngữ. Vào thời đất nước Việt Nam đang nằm dưới tay quân thực dân, là thời đất nước lầm than, dân Việt sống trên bao khổ đau. Nơi xứ Bắc Hà đã xuất hiện một danh nhân, tâm đức luôn sáng ngời, dấn thân mình giúp quê hương. Học thức rất uyên thâm, Nguyễn Văn Vĩnh đã để lại tấm gương sáng cho đời sau. Ngày cuối lớp nhọc tay không ngừng kéo dây trăm quạt cầu, lòng thầm lắng chi bên tâm, theo thầy chép ghi văn từng câu. Thông suốt pháp từ đã thâu đạt việc thông ngôn, ông gắng đem sức mình bước ra đời rất hiên ngang. Việt pháp ngữ tinh thông, Nguyễn Văn Vĩnh đã khởi đầu ngành làm báo trên quê hương. Nguyễn Văn Vĩnh Việt pháp thông ngôn, là một nhà dịch thuật lừng danh. Nguyễn Văn Vĩnh nhà báo lương tâm, nhà tân học tài ba, đề cao cuộc ngữ hoàng dương văn hóa nước Việt Nam. Bài chữ tục và nếp sống kém văn minh, Nguyễn Văn Vĩnh từng tư cước huân chương bắt đầu bội tinh của quân Pháp. Nguyễn Văn Vĩnh phản đối công khai nền cai trị thực dân, đề thư kháng cáo cho Phan Chu Trinh, hào hùng quyết liệt làm cho Pháp không ngừng tìm cách hại ông. Đời sóng gió trầm thăng, ông thường gắng công luôn bền tâm, không ngừng quyết chí vượt lên đêm ngày với bao nhiêu nhiệt tâm. Xây đắp quốc ngữ phát triển mạnh bằng sách bao, truyền bá văn hóa Việt đến quê người xứ Âu Tây, truyền tiếng Pháp thi văn. Nguyễn Văn Vĩnh đã để lại nhiều sách quý cho đời sau. Vì nòi giống nước Việt Nam luôn phải quyết tâm trăm ngày đêm, tâm nguyện cố gắng luyện thân, đem tài góp công lao dựng xây, vun đắp kiên thiết phát triển mọi vùng đất nước, tìm cách đưa nước Việt tiến mau lẹ khắp muôn nơi. Nguyện gắng sức noi gương, Nguyễn Văn Vĩnh đóng góp cùng bảo vệ